Chào tất cả các anh em nha. Thì đây mình quay cho anh em cây 5N, 5N tím. Thì đây là mặt hoa thứ hai trong cái bộ sưu tập 1000 mặt hoa lan của mình. Thì một ngày mình sẽ quay một mặt hoa nếu mà nó nở đủ và mình mua đủ. Còn không thì hôm nào có hoa nào nở mình sẽ quay hồi đó cho anh em xem. Thì đây là cái mặt hoa thứ hai nè. Anh em thấy không? Rất là đẹp. Thì cây này thì mình có tầm khoảng 1, 2, 3, 5, 6 cây anh em. Anh em nào thích thì mình chia lại. Thì một cây 20 sen tầm 100, 150. Nếu mà có mầm con thì 200, 250. Tùy nó độ bự nhỏ nha anh em. Đó, thì mình quay cho anh em coi. Tại vì cây này nó thơm mới là cây nắng nên là bông rất là nhiều. Trồng một bụi to thì anh em biết cái 5N trắng rồi, thì nó bông nó cũng giống như cây này thôi mà rất là thơm. Thì nói với nhau cái này giống như là trồng đột biến nha. Giống như cây bà liễu tím vậy đó anh em. Cây này cây 5N tím thôi Rồi bye bye anh em nha. Mình sẽ quay từng mặt hoa cho anh em xem. Thì đây là mặt hoa số 2 rồi, mình sẽ lấy mặt hoa số 3.